Chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì dùng mai của em Nhi ha, ấp Phú Hội Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre ha. Có là một cái clip để giao lưu xã hàng cho cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép hàng chờ Tết năm 2024 cho cô chú anh chị mình mua về chờ Tết ha. Thì hôm nay em Nhi lên cho cô chú anh chị mình một số cây mai ghép giống cúc Thọ Hương nè, siêu ông Sài Gòn lá lớn nè ha, rồi cúc VIP nè ha, rồi Đại Lộc nè, Thanh Mai được cô chú anh chị ha, cúc Vạn Phúc nè, siêu nụ được cô chú anh chị. Thì mức giá chỉ từ 100.000 đến 120.000 một cây. Chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý mới ủng hộ cho vườn của em Nhi ha. Không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn em Nhi, đem Nhi chào giới thiệu về giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh nè. Hôm nay trả lời cơm xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai xã nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem được cái nắm hỏi em ạ. Chú cái đầu tiên mã số 1A nha. Rồi. Một cây cúc Họ Hương nha cả nhà. Nụ cực kỳ nhiều luôn nha cô chú anh chị, hàng bao cho Tết luôn nha. Quỳnh là khoảng được 7. Có cụ đế ha. Cao 50, tấn ngang được 56. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 120.000 nha. Rồi đó cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2A là một cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi. Nụ nè cây nha cô chú anh chị ha. Quá xá nụ luôn nha. Rồi, thông số luôn đi em. Quỳnh được 8. Rồi. Cao 62, tấn ngang 74. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 150.000. Rồi, 150.000 một cây mình cũng bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 3A. 3A một cây Họ Hương nha cả nhà. Rồi. Nụ siêu nhiều luôn nha cả nhà. Nụ là mỏi mắt lá luôn á. Hoành được 8. Cao 72, tấn ngang được 61. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ 120.000 thôi nha. Cây có đế nè, quái luôn ha. Dạ. 120.000, mã số 3A. Đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 4A. 4A là cây giảo siêu bông nha cả nhà. Rồi. Nụ có luôn ha. Hút nụ nè, quá trời nụ luôn nha. Cây này cũng có đế ha, cũ ở dưới nè cô chú anh chị. Hoành được 9. Rồi. Cao 70, tấn ngang được 56. Cây này em giao lưu với cả nhà mình giá 120 nha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5A. Rồi. Một cây cúc VIP luôn. Cây có cũ luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Quỳnh được 7. Cao 65. Tấn ngang 17. Nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Hàng này chơi Tết được ha. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 120 nha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6A nha, một cây tam sắc hoàng mai nha cô chú anh chị. Rồi, cái này ghép được 2 bo ha. Cụ đế có luôn ha. Rồi, nút nụ nữa, chung thì cũng có ha cô chú anh chị. Bên ha. Bông gỡ 7. Này về mình chơi bonsai được ha. Nở trên vài chục cái bông thôi. Tấn ngang được 62. Rồi. Này em xin giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 120.000. Rồi đợi cái. Rồi tiếp theo cây mã số 7A là cây giảo hương nha cô chú anh chị. Rồi, hay còn gọi là giảo thơm á cô chú anh chị ha. Cây này nguyên cái cũ quá trời cái cũ luôn. Nụ nè. Quá xá nụ luôn ha. Quanh được 10. Rồi. Cao được 70. Tấn ngang được 50. Cây này cô chú anh chị giá 120.000. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8A, một cây cúc tư lồng. Nút nụ nè cô chú anh chị ha. Quá trời nụ luôn. Siêu nhiều nụ luôn nha cô chú anh chị. Quanh được 7. Cao 60. Tấn ngang được 52. Rồi. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 120 nha. Rồi 120. Đợi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9A, một cây cúc hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi. Cây nói chung là nút nụ nè cô chú anh chị ha. Có nụ để chơi Tết hết nha cả nhà. Cái này cũng có đế ha, cụ bí 3 mối. Quanh được 8. Rồi. Cao 70. Tấn ngang 42. Rồi. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá 120 thôi. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10A. 10A cây cúc Họ Hương luôn nha. Cái này nó đồ có hết nha cô chú anh chị. Nụ nè. Quá trời luôn ha. Quanh được 6. Có khủ luôn nha. Cao là được 63. Tấn ngang được 64. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 150.000 nha. Rồi 150.000 ha. Dạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 11A, một cây cúc hoàng đế nha. Rồi. Quanh cỡ được 7. Cụ bí là 1 2 3 4 5 mối nha cô chú anh chị.
Nguyên tới ngang khoảng 40. Cái này để cô chú anh chị 100 ngàn cây nha. Cúc hoa nụ nào cô chú anh chị ha. Qua thì nụ luôn nha. Dạ. Siêu nhiều nó nụ luôn. Rồi 100 ngàn. Thở cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12A. Rồi. Một cái cúc dạng phúc. Cây này nút nụ đâu có hết cô chú anh chị nè. Nụ nè. Qua thì nụ luôn nha. Quanh được 7. Cụ đế phí 3 muối ha. Cao 55. Tới ngang được 56. Cái này em giao lưu cả nhà mình giá chỉ 120 ngàn, mà cũng là cây clip của em nha. Rồi. Dạ thì cái lô này em cũng nói cô chú anh chị mình là em còn khoảng 50 cây đổ lại. Nói chung có còn nhiều thì tính nhiều. À, nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu mình mua đi để mình bán lại Tết á, thì mình em để cho cô chú anh chị mình giá chỉ 80 ngàn cây nếu lấy hết nha. Rồi. Nếu lấy hết thì để 80 ngàn cây, còn khoảng dưới 50 cây thôi. Rồi, không có nhiều ha. Dạ. Thì nó cũng có tầm khoảng nhiều giống như nãy giờ em như vừa lên ha cô chú anh chị ha. Dạ đúng rồi, còn khoảng mấy giống đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua bán Tết thì rất là hời nha. Rồi. Vậy mình chào hết cho số điện thoại luôn nha em. Dạ số điện thoại của em Zalo. Cô chú anh chị mình có ghi tên tiêu đề nha. Em cũng không nhớ nữa. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh giống như em Nhi. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.